Đây chào anh em bí nha, test nhẹ cho em cái bộ đĩa sau để cho anh em tham khảo nha. Xe này làm để đi phượt Tết ha, em làm thắng đĩa sau nha, để cho nó thầy an toàn, để cho anh em phượt không sợ bị tình trạng là thắng không ăn nha. Rồi test nhẹ để cho anh em tham khảo luôn đó, đó thắng thắng quá nha, thắng em ơi. Giúp. Rồi chào anh em bác sĩ 50, giới thiệu với anh em cấu hình lên cái bộ đĩa sau để cho anh em đi phượt Tết nha. Em review cho anh em tham khảo luôn. Đó, em gắn là phần trên là tay dầu trên nha, bóp rất nhẹ, rất sướng vô xe nha. Rồi, đi xuống dưới là gồm có là đi là nguyên bộ là heo quét thắt Nhật nha. Đó, còn bao full bộ cho anh em luôn. Đó, heo quét thắt Nhật màu đen nè. Đó, đi bắt lớn vô xe ha. À, đi đĩa đi thắt luôn. Em ru cho anh em ha, để cho anh em đi chơi Tết em ru nha. Đó, quá sướng ha. Đó, bánh xe là bao nhẹ luôn. Đó, đo đo ha. À, em gắn là như zin nha, không chân rơ ha, và gắn là giữ nguyên cái đồ cũ cho anh em luôn để không có sợ bị tình trạng là phá hư phần cái bộ cũ nha. Đó, à, đi full là dây dầu đầy đủ cho anh em luôn. À, đi đĩa là đĩa nát nè, heo nát chủ xe đó. Anh em mà muốn lên bộ đĩa sâu với dòng basic thì ghé bên nha, basic 125-150 đó, thì em chuyên làm nha, để cho anh em đi chạy an toàn ha, thắng là ok, rất là nhẹ nha. Đó thì sẵn đây giới thiệu tới cho anh em luôn, anh em dòng tay ga mà muốn làm mà đĩa sâu thì ghé với bên em ha, bên em thì chuyên lên đĩa sâu dòng tay ga nha. Rồi em chào anh em ha. À, đây chào anh em bí nha, test nhẹ cho em cái bộ đĩa sâu để cho anh em tham khảo nha. Xe này làm để đi phượt Tết ha, em làm thắng đĩa sâu nha, để cho nó thầy an toàn, để cho anh em phượt không sợ bị tình trạng là thắng không ăn nha. Rồi test nhẹ để cho anh em tham khảo luôn. Đó, đó thắng thắng quá nha, thắng em ơi. Giúp đĩa sâu dòng BX nha. Đó để cho anh em đi chơi nha. Đó, thắng là đứng bánh nha. Em chỉ thắng một thắng sau nha, chưa thắng trước nha. Thắng trước rồi. Đó. Quá ok luôn ha. Full có hình mà bộ đĩa sâu. Đó. Đó, thắng là ok nha. Quảng quá ngon luôn anh em ơi. Quá là ok luôn. Nhẹ. Tham khảo. Bây giờ thắng rất là nhẹ tay nha. Nha. Đó. Đó, thắng là chuối liền, thắng là chuối liền nha. Đó. Đứng bánh liền nha nè. Đó, anh em mà muốn lên cái bộ đĩa sâu thì ghé bên em. Đó, nhẹ đứng bánh liền nha. Quá sướng ha, test lần nữa đi cho anh em tham khảo nè. Đó, phun có hình bộ đi sau ha. Đó, lấy bánh SS liền nha ha. Đó, bóp, em bóp một món một, không bóp thứ hai nha. Đó, anh em mà muốn lên cái đĩa sau ok thì ghé bên độ xe Việt Nam. Bên em thì chuyên lên đĩa sau dòng BX nha. Rồi, em chào anh em.